Đây. Em đi bỏ lên đi, hai người đi bỏ lên đi. Nó muốn chọc đứa trai đứng đâu. Ok. Để vô trong luôn, để vô trong luôn cho nó mát. Vô trong đó luôn. Rồi lấy thân miếng đi. Đúng rồi. Cái này cũng làm cam xanh này. Thôi đây, đưa cho miếng nữa đi, chạy miếng nữa đi. Cho nó ngồi cho nó. Nó không có đọc sản sái đúng không? Ở đây có bánh mì nè. Hồi sáng Châu làm cái gì đó? Đi đem nước à? Cà phê. Cà phê. Nó cà phê nè. Cái bình bình. Chào đây lực la. Cái tay của anh chồng nha. Lục cả hết chứ. Phải chỉ phòng vậy. Đúng rồi chứ. Đúng rồi đó. Sang hè mà hả? Dạ. Còn gì không? Em có đem một cái này á.
bán cho nó ở mày đi. Nó lọt nữa nè. Chỉnh xin nè, chỉnh xin. Có chả lụa không? Chỗ mua chả lụa. Không có chả lụa. Chả bông cả. Có chả bông. Chả bông với trứng rồi. Đi ăn cái gì vậy? Đi đem theo ba tay. Ờ, mua đem hả? Ờ, mua đem. Có muỗng nè. Nè, có đồ chua. Thôi, hỏi không ăn đồ chua đâu cho muỗng. Dạ, chả trứng luôn nè. Trứng nè. Bỏ vô làm rồi. Đó, nó một bọc quá. Hẹp dấu ấy nguyên đâu cậu cần lấy còn một cái. Anh cần cà phê đi. Xuống chạy về nè. Đâu đâu đâu. Nè bà Tú nè. Đó bà Tú nè. Xếp bà Tú kìa. Kiếm rồi anh nha. Ủa chút chứ ăn cái gì? Ăn mày không? Nó sẽ cớ nó dắt cuốn cuốn đó. Tiểm cạo cái tảng xịt đâu cái cho chị tiểm cạo hả không 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 anh chấm sao có rõ hả? Mới mỗi cái cài mấy cái cài không? Cái cài nó lên nó cắt nè, thấy không? Nó xa rồi. Cái cài nó lên rồi nó cắt nha, mấy chị cài mụn nha. Cái cài còn nó lùng lắm mà xuống. Con này thấy không? Cái này cũng vậy. Có đỡ không? Ừ. Quẩn thèm quá vậy. Trời ơi, ăn nó quá, không có làm gì. Không, không có thèm đậm quá. Ừ, nó có thèm rồi. Xin xuống nuôi cho xem nó nè. Dạ không? Muốn hết chưa? Dạ không có bỏ hành. Dạ. Dạ không có bỏ hành xì không? Dạ không có hành xì không? Dạ mất quá rồi đó hả? Ừ, má nó thử. Là má chọn đi mà. Ông rồi tôi chắc có tiếc rồi. Nó à, long cái mặt che rồi, bị cái lá che rồi. Dạ 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 dạ. Dạ chị Sam. Dạ chị à dạ. Picnic ở vườn trên này.
Ừ. Xe lông bi bước vô lại. Cái cây nào không sao đâu, mình lấy tấm giấy này nè, tiếp mình lại không biết cái cây nào. Ô, có ăn rồi. Mà ăn có nhiều rồi đó. Ăn một chứ nào ăn được. Nó bỏ vô. Trời Lan nó ra lẻ hơn là quê. Mới có chạy, chưa có chạy. Là không sao mà lại bay xỉn nghĩ cái nhậu là khi chạc đó cái tên ngồi. Bốn vỏ cherry. Ăn hết rồi mà tại sao vẫn còn bốn vỏ trời? À.